Chị hai, em rất vui khi được gặp lại chị. Những ngày ở bên nhau vừa qua, em cảm thấy rất là hạnh phúc. Nó làm em nhớ tới những ngày còn nhỏ, tụi mình sống cùng mẹ. Đối với em, đó là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời này. Chị hai, em biết chị rất thương em, nhưng cuộc đời của em coi như bỏ đi rồi. Em không thể liên lụy chị, khiến chị phải rơi vào cảnh nợ nần, vướng vào ông Khang vì em. Chị tha lỗi cho em khi em đã âm thầm ra đi. Đây là quyết định của em, chị cứ coi như chưa từng gặp lại em. Hãy sống cuộc đời bình yên như lúc trước, và đừng tìm kiếm em nữa. Em của chị Hà. Đi được chưa? Mời bà chủ. Nè, mấy người làm gì vậy? Mấy người đưa cổ đi đâu? Ê, vậy nè, thằng khốn này là nhân tình của cô phải không? Không phải, chỉ là bạn bè bình thường thôi. Hả? Em đừng có theo ổng. Bạn bình thường hả? Tụi tao ngu chứ. Đập nó cho tao. Dạ. Đừng mà. Nè, dừng tay lại. Dừng tay lại. Nè, đừng yên đó. Anh kìa. Thằng khốn. Nè. Mày dừng lại. Dừng ra. Má người ta giết người. Má người ta giết người. Đi. Mau lên. Có sao không? Có cần em đưa đi bệnh viện không? Anh nghĩ chắc không sao đâu. Anh Kiệt cản em làm gì? Em đã quyết định theo ổng về bên Thái rồi mà. Em trốn về dân anh đúng không? Anh cũng biết số tiền đó quá lớn mà. Chị hai cũng sẽ đi vay mượn rồi nợ nần nữa. Chưa kể ông Khang sẽ không bỏ qua cho em dễ dàng như vậy đâu. Cách tốt nhất là em phải trở về bên ổng. Như vậy chị hai sẽ không bị phiền phức nữa. Anh hiểu chị Vân Anh. Cho dù em có theo ổng về bên Thái đi chăng nữa, chị cũng sẽ nhất định tìm cho bằng được em. Lúc nãy anh đang định tới nói chuyện với em và chị Vân Anh là mình chấp nhận qua bên Thái để thưa kiện ổng ra tòa, đồng thời tìm cách chứng minh lúc em ký giấy nợ là bị ép buộc, và người nhận số tiền đó chính là ba mẹ nuôi của em chứ không phải là em. Cho dù cơ hội có mong manh thì mình cũng phải thử, phải đấu tranh, chứ không nên thỏa hiệp với kẻ ác là ông Khang được. Cuộc đời của em là cho em quyết định. Em không nên tự ti, cứ nhún nhường sợ hãi ổng như vậy hoài. Nghe lời anh nói nè, mỗi người chỉ sống được một lần thôi. Tại sao em không chịu thử đi? Anh nói đúng. Từ nhỏ, cuộc đời của em luôn bị người khác sắp đặt. Lúc mới sinh ra thì bị bỏ rơi, rồi bị bán làm con nuôi, gán nợ làm vợ ông Khang. Em chưa bao giờ được tự chủ. Nhưng mà anh biết, anh biết làm sợ liên lụy chị Vân Anh và anh. Nhưng mà cả anh và chị Vân Anh đều sẵn sàng bên cạnh em mà. Nên em đừng có suy nghĩ tiêu cực như vừa rồi nữa được không? Chị hai tốt với em vì trước giờ chị luôn là như vậy. Còn anh, mình không phải thân thiết gì đâu. Sao anh lại giúp em hết lần này đến lần khác? Có lẽ hoàn cảnh của chị em cũng giống như là anh vậy. Anh cũng bị thất lạc anh trai của mình, bởi vậy anh mới có sự đồng cảm. Với lại anh thấy em là một cô gái rất là tốt. Em xứng đáng được giúp đỡ để có một cuộc sống tốt hơn mà. Tình yêu bất tử
20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.